Bây giờ nhà tiên sẽ vào đây để mà bóp bánh kem. Chiếc này là không có mua nguyên một cái to nữa, mà sẽ là ai thích cái nào thì mua cái đó. Sau đó sẽ đi mua gà gán. Bên ơi, thơm quá. Thơm mùi gà gán quá Bên. Ở đây đâu có quán gà đâu. À, thịt nướng, nướng. Nơi quen thuộc. Lúc nào nhà tiên cũng vào đây để mua bánh kem hết. Đây là ngon. Akagawa này. Ừ. Và Bên chọn cái nào? いや、いや、すいません。これ、抹茶のティラミスです。でもけない。でもか抹茶ない。いちごと白桃のモンブラン。以上です。 Ở đây người ta bán bánh, mình mua mình tặng quà cáp này kia cũng được lắm. Bên ơi, về ăn tiệc Bên ơi. Không có gì nữa vậy. Ok. Bên Na đòi mua cái omochi, nhưng mà cái đó là ăn rất là nguy hiểm, Na chưa có ăn được, mình không có mua. Chị đòi mua cái bánh đó đó. Nãy ra tới nơi nhớ trực lại cả nhà ai cũng có hết trơn, có mình Na chưa có. Ừ, mình lên. À mình. Ồ, có sao không con? Hồi đứng dậy, té đứng dậy. Ừ, có sao không con? Đưa cái tay mẹ xem nè. Nè đưa tay mẹ xem mẹ có ra máu không? Không sao. Máu chi bên nè, làm chi chứ bộ. Ờ. Không sao, không sao. Ok, đã hỏi lên xe. Đèn. Đèn đèn đèn. Buồn ngủ. Hả? Hai. Giờ nhà tiên về mở tiệc. Khi mình mua xong rồi đó con. Ờ, mày nghĩ là không sao. Và đây là Bên xe nó. Yeah. Rồi Bên nào đâu? Bên nào đâu? Bên nào nữa? Bộ đồ đây, bộ đồ rất là dễ thương và con chú ơi, nó đâu? Nó đấy, hai chim. Đen 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 đen. Ok, đọc sách rồi. Bây giờ thì chồng Tiên đang chuẩn bị thức ăn cho tụi nhỏ. Giờ đi Tiên vào, Tiên quay coi chồng Tiên đang chuẩn bị cái gì nha. Sáng nay chồng Tiên làm cơm đậu đỏ. Cái này là trong ngày lễ hay là mừng cái gì mình sẽ nấu cơm này. Chồng Tiên đã để cái hạt đậu vào này nè. Đậu này mua siêu thị. Với lại gạo, giò xong. Cái này là màng thực vật để vào tạo cái màu đỏ, gọi là cơm đậu đỏ. Ăn thử miếng không? Dạ. Sau khi tao xài cho bạn thử miếng. Ấm ấy. Ấm ấp này. Cho tôi ý. Hôm qua thì cả nhà đã trang trí xong hết rồi. Mấy cái này là cũ hồi mấy năm trước. À, nói tiếp tục đi. Presents for. Present là quà. Quà cho chị. Quà cho ai? Quà cho con. Đó.
Tí thì chừng nào tí ăn bánh kem, lúc mà mở bánh kem xong em sẽ tặng quà nha. Khi là gì? Bí mật. Thì sao bí mật? Cho các em bất ngờ. Con lấy cái quẹt đi, con biết không? Cái này tả. Cái này tả, biết không? Để mình đốt cái này nè. À đúng rồi, giống như cái mắt chi, mà quay là mắt chi nha. Nè, đây đây nhìn nè. La. Tim gì? Tim xe đúng rồi nè. Nè. Đây mày lấy ra cho nhà. Bánh kem nè, nãy giờ mấy gia đình đi mua bánh kem. Con chú nhìn bánh kem dễ thương chưa? Có cái nào là của bé em đâu? À cái này là của bé em đúng không? Này của bé em. Tí mình chụp hình nha. Nè. À, nè đi xuống. Nè không được lên bàn. Bé khoảng nè xuống. Nè. Đây là bữa sinh nhật của bé em. Đây là món cơm chồng tiên làm, tôi sẵn làm cho mấy em. Món sekihan, cơm đậu đỏ, khoai tây, gà rán, đó là những món bạn yêu thích thôi. To you. Đi, tôi sẵn làm mình hát nha. Rồi, lại hát chúc mừng sinh nhật nha, chụp hình nha. Okay, rồi, đóng đèn cây lên. Sinh nhật của bạn mà coi chú ơi. Rồi, đắp đèn cây lên. Bên mấy tuổi? Bên 6 tuổi. Ok. Rồi, đeo mắt kính vô. Bên cái nào? Không hả? Khi nào đeo không? Mẹ đeo nha. Thấy mẹ không ta thì mẹ tiên không? Nè. Rồi, mẹ thổi kèn xong rồi mình hấp đi bếch đi nha. 1, 2, 3. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Rồi, bây giờ là tới tặng quà sinh nhật nha. 1, 2, 3. Cái này là gì? Không biết nữa đâu, con mở thôi. Hai. Tặng cho bé mi tiết tao con trai mà. Cái mở thôi để tiền quay. Tiền quay. Nè, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cái này. Nè, không biết chuyện gì hết nè. Đâu, mở cho mọi cô chú xem là quà gì nha. Tiên đặt trên mạng cái quà kia mà chưa có đem tới nữa. Nãy nhà đi ra ngoài cái người ta đem lại mà không có nhận được thì chắc là tối. Cháu thì kêu, quay qua đây cho mọi cô chú xem nhé. Lego. Chị mê cái này đây. Hấp dẫn không? Elsa だね. よかったね。あ、こうやって見せてあげて。こうやって見せてあげて。いい。感謝ハンバーグチューニャ。ハンバーグチューニャ。何？何が起きるかわかんない。何を言ってるんですか？じゃあ、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 rồi cái mắt kính đâu rồi? Cái mắt kính lúc nãy đâu rồi? Nè, đeo mắt kính vô coi.
Trúng đi mà. Nè. Không đi mà. Cái cài này được không? Nên gì được không? Không luôn hả? Chà. Nó cầm hoa. Pink đậm nhỉ. Hey. Kids. Mời mọi người chúng nha. Mời mọi người chúng mang chung với gia đình tiên nha. Con xin mời. Nãy giờ anh quên mời. Rồi mấy đứa nhỏ sau này nãy giờ mới mời. Con đi con đi. Nè 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 nè. Thấy nào ta? Thấy. Rất là đưa cái nó trời. Ừ, để mẹ thấy nha. Cái món này là món xích chị Hằng chồng Tiên làm nè. Giống như tôi nói là ngày lễ lọc này kia người ta sẽ ăn. Màu đỏ giống như là may mắn này kia vậy đó. Phía trên thì là có mè đen với lại mè. Giống như xôi ha. Giống như xôi Việt Nam mình. Nhưng mà nó bằng gạo, bằng cơm, da cơm bình thường. Nè, hôm nay ăn đậu gán luôn rồi. Ơi, nhưng mà lâu lâu mới ăn thôi à. Vì không có cho ăn nhiều. Ăn ngon cái sung ha. Sinh nhật chị Hai An nhì. Hai An 6 tuổi. Nhà mấy tuổi? Hôm một xìa chữ vô điên đi sai lần nè. Tháng 4 tới là Na được 2 tuổi rồi. 2 tuổi. Em được 6 tuổi rồi. Đây là món xe kỳ hạt. Cơm đỏ, cơm đậu đỏ. Cái đậu này là nhìn thấy là có đậu xanh nè, đậu đỏ. Cái này giống như là mình ăn không vậy đó. Người ta bán siêu thị để bọc bọc như là mình ăn không thôi. Ngọt ngọt. Mình để giờ đây mình nấu cũng bình thường. Giống xôi. Chút xíu, xíu tục. Giống xôi Việt Nam mình lắm. Tại vì gạo ở Nhật là nó dẻo. Người ta ăn kiểu mà dẻo 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 dẻo. Giống như xôi Việt Nam mình. Xôi Việt Nam mình thì dẻo hơn tí. Cái này thử nha. Miếng ha. Thấy màu đỏ đỏ sợ sao. Nhìn mẹ ăn nha. Nhìn nè. Nhìn mấy miếng. Miếng ha. Đi đâu có ai được không? Em nó cứ to quá thì thay đổi lại nhà này. Đi con. Em nó cứ giết ta. Con coi đi. Bây giờ là tới tiết mục bánh kem nhưng mà là Tiên no quá rồi. Chỉ còn với An là ăn được thôi. Chồng Tiên đang phụ với chén. Nguyên tí ăn nổi không nữa? Thì sao? Cái đó là cái miếng sô-cô-la đó. Nè nè. Nè sẽ thì cũng sung lắm. Mặc cái bộ đồ này cũng thấy cứng lắm chứ bộ à. Hai chị em công nhận hợp. Hai bộ này là không có mua ở cửa hàng Uniqlo mà là mấy cửa hàng người ta bán đồ hơi tốt tốt đấy á. Này hơi dày dày màu đông. Mà không thấy cũng hợp, thấy cưng quá à. Nè, quay đây cho mẹ xem. Rồi, vậy à. Các bạn con đứng xuống đây con quay vòng cho mẹ xem cô đồ dễ thương cả nè. Cho mà cô chú xem chứ cô đồ của bạn sao đâu. Nè. À, vậy đó hả? Khoái lắm, dây em yểu điệu lắm. Khoái cái gì mà váy này kia, công chúa này kia. Lúc mẹ xanh bé An ra bé nhỏ xíu giống như bé Na vậy đó. Nhỏ hơn bé Na nữa. Bé Na đi rồi. Nè. Dạ bé An lớn rồi. Biết nhiều thứ rồi. Bé An nhưng mà mẹ không có biết tiếng Nhật nhiều. Bé An nữa có gì chỉ mẹ ha. Nhớ à. Tiếng Nhật khó quá bé An. Bây giờ bé An học á. Nữa bé An chỉ mẹ đi. Nữa mẹ chỉ bé An tiếng Việt lại. Tiếng Việt mẹ biết nhiều lắm á. Tiếng Nhật mình không biết. Sô-cô-la nó vô cái bình nước con này kìa.
không? Hả ta, của tôi sẵn có một trái dâu của mình. Ok rồi. Con ăn skim ăn như khúc này là cả nhà ngồi tâm sự. Pena thì ngồi dưới chơi mấy cái đồ sắp hành gì á. Cái câu chuyện hôm nay Tiên muốn nói với bé An á là về cái việc mà nếu như sau này mà Tiên không có gành tiếng Nhật á, thì bé An có cảm thấy mắc cỡ điều đó với bạn bè hay là cô giáo này kia không? Tiên thì nói chung là cũng biết tiếng Nhật đó, nhưng mà mình cũng đâu phải là người Nhật đâu, bởi vì chỉ có giới hạn thôi. Thì sau này bé An ở đây thì cũng giống như người Nhật rồi, đi học cái này kia, kanji này kia, hán tự rồi, chắc chắn một điều là bé An sẽ biết nhiều hơn Tiên. Bé An thì tính tình Tiên thấy là cũng hơi yếu mềm, mắc cỡ này kia. Nên nếu một ngày nào đó mà có một ai nói bé An là mẹ không biết tiếng Nhật rồi, mẹ là người nước ngoài nói bé An, thì Tiên không biết bé An sẽ xử sự như thế nào. Nếu mà bé An mạnh mẽ thì Tiên nghĩ cái chuyện này nó cũng không có đáng phải lo ngại. Còn nếu như mà bé An thuộc tiếp người yếu đuối lớn lên cũng như vậy á, thì Tiên sợ bé An sẽ bị tổn thương. Đương nhiên là Tiên cũng cần phải học tiếng Nhật để cho cái trình độ của Tiên phát triển hơn. Nhưng mà quan trọng là bé An, làm sao mà bé An có thể mạnh mẽ khi mà người khác nói này nói nọ mình tới đâu đi chăng nữa, mình cũng đứng vững và mình có một cái lập trường nhất định. Thì Tiên nghĩ nếu làm được cái điều đó, bé An sẽ thành công. Cái câu chuyện hôm nay Tiên nói chuyện với bé An á, thì Tiên thấy phản ứng của bé An là cũng khá là tích cực. Bé An cũng không có nói mắc cỡ gì hết. Nhưng mà có một điều là bé An nói á, khi mà bé An nói chuyện tiếng Việt với ông bà cô chú hoặc là nói chuyện tiếng Việt á, thì bé An cảm thấy mắc cỡ. Còn cái việc mà mẹ nói chuyện tiếng Nhật không có gành hoặc là mẹ không biết tiếng Nhật khi mà nói chuyện với bạn bè cô giáo này kia á, thì bé An không có mắc cỡ với cái điều đó. Tiên không biết là bé An nói thật hay là chỉ đang nói vậy để cho mẹ vui nữa. Nhưng mà mục đích của Tiên là Tiên muốn bé An mạnh mẽ hơn. Cho dù bão táp cỡ nào chăng nữa thì cũng không làm con gục ngã. Từ đó là Tiên yên tâm rồi. Con thấy con học Pokemon chưa? Dạ con biết là nó có nhiều mẹ. Nếu con chỉ mẹ nha. Đó mà sensei đưa cái gì mà mẹ đọc mẹ không hiểu, mẹ đọc xong mẹ chỉ là mẹ nha. Bé An thay đồ chuẩn bị đi chơi mà cô chú ơi. Thì đi đâu bé An? Đi chơi vỏ bóng hả? Đi tập xe đạp. Video sinh nhật Tiên kết thúc ở đây nha. Bây giờ Tiên chuẩn bị chỉnh để mà tối Tiên đăng lên. Cảm ơn mà cô chú đã xem hết video ngày hôm nay của gia đình Tiên. Bye bye. Còn bye bye mà cô chú. Còn bye bye mà cô chú. Nè bye bye mà cô chú nè. Chơi bóng.